Những cách để làm trường năng lượng khí quan của mình được sáng sủa, an lạc. Nguồn gốc của trường năng lượng khí quan. Mỗi một ý niệm vừa phát khởi, xuất hiện thoáng qua trong tâm tưởng của chúng sinh đều hình thành một làn năng lượng mỏng manh, nhuyễn như sợi tơ, khó lòng thấy được, nên gọi là ti niệm, sợi tơ tưởng. Sợi tơ tưởng này được sản sinh liên tục khi chúng sinh có sự nghĩ tưởng, suy nghĩ, biểu đạt cảm xúc với các lý sự diễn ra quanh mình, trong nội tâm mình. Các sợi tơ niệm ấy tua tủa, đang kết chặt chịt xung quanh tâm thức của chúng sinh, hình thành một tấm lưới năng lượng, nên còn gọi là trường năng lượng, khí quan. Những cách để làm trường năng lượng, khí quan của mình được sáng sủa, an lạc. Một là đến từ nghiệp ý, những ý niệm mình sản sinh, mình thường suy nghĩ, sản sinh những ý niệm thiện lành, hòa ái, vị tha, không tư dục, thì khí quan, trường năng lượng của mình cũng có thể được sáng. Hai là đến từ những trạng thái thăng hoa của mình, nó sẽ làm cho năng lượng khí quan của mình được sạch, được sáng. Ba là khi mình làm được một việc tốt cho người khác, dù mình vui hay là bình thường, thì cái việc tốt mình làm cho người khác đó, nếu người ta cảm thấy hoan hỷ, khi ấy cái ánh sáng, năng lượng tích cực từ việc người hoan hỷ sẽ được phát ra và cũng liên kết với mình. Nhờ việc liên kết này mà làm cho khí quan của mình được sáng lên. Những gì mình tiếp xúc, tiếp cận, bao gồm tiếp xúc bằng ý niệm, lời nói, hành động hoặc qua những vật trung gian đến với thân tâm mình trực tiếp, thì tất thảy những cái đó đều mang những cái năng lượng thiện ác khác nhau. Và cái năng lượng thiện ác này tác động trực tiếp lên cái khí quan, trường năng lượng của mình. Từ đó mới ra kết quả là khi mình tiếp nhận nguồn năng lượng đó, mình sẽ khỏe, an lạc, bình yên, hay là mình sẽ mệt, mình đuối, mình bệnh.